Cuộc phiêu lưu ở đảo quái vật, phần 2. Bọn mình toàn ăn cá và cá mà thôi. Vẫn còn hơn là không có gì để ăn mà. Bọn mình cũng không có nước uống nữa. Không biết Tiên Tiên có ổn không. Nếu cô ấy đi cùng Sayo, mình cá rằng họ không phải lo lắng gì về thức ăn đâu. Nhưng nếu họ bị tấn công bởi bọn quái vật thì... Quái vật cũng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Các cậu, đi thôi nào. Chúng ta phải tìm bạn bè của chúng ta mới được. Đúng vậy, mình thà bị quái vật ăn thịt còn hơn ở đây ăn cá mãi mãi. Đi nào. Liệu chúng ta sẽ không sao chứ? Sẽ ổn thôi mà. Đi nào. Nhanh lên nào. Chúng ta phải nhanh lên. Tốt lắm. Hãy đi tìm những người bạn của chúng ta thôi nào. Chắc chắn họ đang đợi chúng ta đó. Chờ mình với. Có vẻ một thứ gì đó sắc nhọn đã cắt nó thì phải. Nè, đây có phải là... Đó là dây cột tóc của Pin Pin mà. Như vậy có nghĩa là Pin Pin chắc chắn ở gần đây thôi. Mình vừa nhìn thấy thứ gì đó chạy ngang qua. Hãy bắt lấy nó. Mình đến tới ba, rồi bọn mình cùng xông ra nha. 1, 2, 3. Hả? Chuyện gì mới xảy ra vậy? Chi Chi, các cậu đang làm gì ở đây vậy? Pin Pin. Bọn mình tưởng sẽ không gặp lại được các cậu nữa chứ. Các cậu đã bị mắc vào lưới bắt quái vật của mình rồi. Bọn mình rất lo lắng cho cậu đó. Cậu vẫn ổn chứ? Có thật không đó? Theo những gì mình đang thấy thì các cậu trông không ổn lắm nhỉ? Ôi không, sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với Shang-kun? Bọn mình cũng không biết. Cậu ta đói nên cậu ấy ăn bất cứ thứ gì có thể tìm thấy được. Cậu ấy trông không có vẻ gì là bị thương cả. Vậy cũng may. Đúng vậy, cậu ấy rất khỏe. Chỉ là gia chuyển sang một màu khác thôi. Thật mừng được gặp lại cậu. Chúng mình đã lo lắng rất nhiều đó. Robin đã chạy thử chương trình mô phỏng. Vì vậy, mình biết các cậu sẽ không ở quá xa. Còn Sayo thì sao? Cậu đã tìm thấy cậu ấy chưa? Hả? Cậu ấy không ở với các cậu sao? Bọn mình nghĩ rằng cậu ấy đi cùng cậu chứ. Không, xong rồi. Bọn mình phải đi tìm cậu ấy trước khi những con quái vật bắt mắt mới được. Ôi không, Sayo, chúng mình cũng phải đi tìm Funny Bunny nữa. Đúng vậy, chúng ta cần phải rời khỏi đây. Nhưng chúng ta phải tìm họ ở đâu đây? Họ chắc phải ở đâu đó trên hòn đảo này mà thôi. Này, hãy tìm thử xem. Tìm Funny Bunny. Chắc nó đã rơi xuống đâu đó trong khu rừng. Đó chắc hẳn là nơi Funny Bunny đã rơi xuống. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Đi thôi nào. Được rồi, hãy để mình đi tìm nó cho cậu. Ở đó chắc hẳn vẫn còn lại dấu vết. Được rồi, hãy đi nhanh lên trước khi trời tối. Đi thôi nào. Mình tìm thấy dấu vết rồi. Chắc chắn cái này là dấu vết do Funny Bunny để lại rồi. Này, các cậu, ai đó đã lôi Funny Bunny đi mất đó. Could it be?
Nó có thể nào là một con quái vật không? Im lặng đi. Mình nghĩ là có ai đó đang ở bên kia. Các cậu ơi, đằng kia kìa. Chúng ta hãy đi qua đó đi. Cái gì vậy? Này, đồ ngốc, nằm xuống ngay. Mọi người ơi, bọn mình đang ở đâu vậy? Đừng lo lắng quá, bọn mình sẽ tìm cách trốn thoát thôi. Được rồi mà. Cái đồ... Sayo! Nè, Sayo tới đây để cứu chúng ta đi mà. Bọn mình được cứu rồi. Sayo, cậu có sao không? Mình đã tưởng rằng sẽ không gặp lại được các cậu nữa chứ. Này, mình tưởng cậu ta tới đây cứu bọn mình chứ. Thì nhìn giống như vậy mà. Anh ta đã nói gì vậy? Tớ nghĩ anh ta bảo bọn mình ngồi xuống. Được rồi, vậy thì ngồi đi. Họ đang làm gì vậy? Họ tính làm gì bọn mình chứ? Đó kết nè. Chúng ta phải ném viên đá mèo đó ra. Đó kết, nhanh lên, ngay bây giờ. Ném vào tấm màn đi. Bọn mình sẽ trốn thoát trong lúc hỗn loạn. Được rồi. Chờ đã. Dừng lại. Đó là... Bunny Bunny. Cậu đây rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi hòn đảo này được rồi. Thật là nhẹ nhõm quá đi mất. Bọn mình đã được cứu rồi. Vậy là lũ quái vật này đã kéo Bunny Bunny đi. Họ nghĩ Bunny Bunny là một vị thần từ trên trời rơi xuống.
Vậy thì bọn mình là vật hiến tế cho thần linh hả? May mắn thật đó, Bunny Bunny. Đi thôi nào, chúng ta đã lãng phí thời gian quá nhiều ở đây rồi. Nó không muốn đi hả? Thật sao? Có lẽ chỉ ăn một miếng thôi vậy. Chúng mình đã tìm thấy Bunny Bunny rồi. Đúng là một ngày tuyệt vời. Này, sen cung đã trở lại màu da bình thường rồi nè.